Dạ rồi nhà vườn thân mà nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm rừng cẩm thị nha. À, cây này cũng gần thành phẩm rồi, chung cũng chi tán cũng ấm rồi nha. Cái này thì có mã số là 432 nha, 432. Rồi tổng hành đây mình đo được là 170 nha. Rồi cái hành riêng có hành lớn ở đây này, hành lớn ở đây mình đo được là 65. Rồi cái hành nhỏ ở đây nha là 25. Cây cao là 90. Rồi đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 80 nha. Rồi cây này thì nếu mà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Số điện thoại nhà vườn sẽ để trên bài luôn. Đó. Cụm liền luôn nha cả nhà. Cụm liền luôn, coi đế nè. Đế xoắn nè. Ôm đá luôn mới chịu nha. Đó. Đế nè, đế xoắn đẹp nha. Cái này thì nó hơi nghiêng một tí xíu nha. Đây. Chi tán này, chi tán ok luôn nha. Bốn ba hai nữa nha, cụm rừng cẩm thị, cái này gần thành phẩm rồi, chi tàn ok luôn, khá là đẹp nha cả nhà, mình xem tham khảo luôn nha. Rồi với anh chị em cô chú mình xem tham khảo hữu. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Cây này cũng gần thành phẩm rồi cả nhà. Đây tán này, tán tầng. Bộ đế thì tam đa nha cả nhà. Nè, đó, thân lớn và hai thân nhỏ kèm. Đó, phúc lộc thọ luôn nha. Rồi cái này có mã số là 427 nha cả nhà. 427. Rồi, tổng hoành ở đây đo được là 125. Rồi, lên đây đo được là 115. Rồi, cái hoành thân lớn nha. Đây, hoành thân lớn đo được là 64 nha. Đo được là 64 nè. Rồi, cây cao nha. Cao 90. Rồi, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 68. Chậu nuôi lọt lòng 68 nha. Rồi, cây này thì nhà vườn mình giao lưu nhanh luôn nha. 3.500k. Bao ship không chậu nha. Đó, 3.500k bao ship không chậu. Giao lưu nhanh luôn. Đế đẹp luôn nha. Đế này, mình xem. Thần cốt này, khá là đẹp nha. 3.500k bao ship không chậu. Mình xem tham khảo luôn. Cây cốt đế tam đa luôn nha. Thân đẹp nha cả nhà. Ok luôn. Quá mềm luôn cả nhà. Chỉ có 3.500 bao ship không chậu thôi. Rất chi là mềm luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tán thiên nhiên thành phẩm nha. Đó, cây lắc lượng khá là đẹp luôn, form thiên nhiên. Đây nè, tán kiền tán. Rồi cây này là trung bệ luôn nha cả nhà. Rồi cây này có mã số là 426 nha. 426. Tổng hoành nha. Tổng hoành mình đo được ở đây là 120 nè. Rồi cái hoành thân lớn ở đây mình đo được là 33. Cây cao là 125. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là 68 nha. Chậu lọt lòng 68. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh nha.
4.500k bao ship không chậu nha cả nhà. Đó, giao lưu nhanh luôn. Này, chung bệ luôn nha. Đó, chung liền bệ luôn. Ừ, lên này, thân này. Lắc lượng khá là đẹp. Chi tán thiên nhiên luôn. Cây này thì về, nói chung cây này thì về mình cũng không có làm gì nhiều đâu. Quá đẹp. Chi tàn khá là đẹp nha cả nhà. Đó. K bao ship rất chi là mềm luôn cả nhà. Đó, cây này thì giao lưu nhanh luôn. Nhà mình xem nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Cây này thì nó cũng thành phẩm theo form thiên nhiên luôn rồi. Nhưng mà cây này thì nó cũng hay ra trái cả nha. Đó, nói chung mày cẩm thị mà để nó ra trái thì nó khá là, khi mà mình nói chung là khi mà mình chơi, khi mà nó ở ngoài thiên nhiên á thì năm nào nó cũng ra trái, nhưng mà khi mà lên chậu thì nó rất là huyền bí. Có cây nó ra, có cây nó chậm ra. Đó, không phải nó không ra mà là nó chậm thôi. Còn riêng cái cây này thì nó cũng hay ra nha. Đó, nó hay ra trái ít hay nhiều nữa thôi. Đó. Rồi, cây này thì có mã số là 424 nữa nha. Rồi, cái hòn ở đây mình đo được nè. Cái hòn ở đây mình đo được là 46. Cây cao nha, cao tới đây đo được là 60. Rồi, đang nằm cái chậu lọt lòng là 42. 42 nhân cho 73. Đó. Rồi, cây này thì mình giao lưu là 1.700k bao ship không chậu nha cả nhà. Cây thùng chậu lâu rồi, cây đang bung lọc này, rất là đã luôn. Đó. Cái ngọn này. Đó, lọc non khá là đẹp nha. Đó, cây nó lên nó trở lại khá là đẹp. Đó. Coi cái lọc của nó này, rất là đẹp. Đó, nhà mình xem luôn nha, 1.700k bao ship không chậu nha. Đó, nhà mình xem tham khảo luôn. Đó, cây tán đẹp luôn nha. Coi cái lưng này, lưng chạy khá là đẹp luôn. Rồi, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị tán thiên nhiên VIP thành phẩm nha cả nhà nha. Đó, cây thành phẩm rồi. Đó, cây rất là già luôn. Cái này về mình tút lá đi, cái lá này nó cũng khá là già rồi, về mình tút cái lá đi, mình đón lọc là ok luôn nha. Rồi, cây này có mã số là 425 nha cả nhà. 425. Rồi, cây này có cái hoành gốc ở đây mình đo được là 55. Cây cao nha, cây cao là 57. Rồi, đang nằm cái chậu lọt lòng là 70. Tán rộng nha, tán rộng mình đo được ở đây là 130. Rồi, cây này thì nhà vườn giao lưu là 3.000k bao ship không chậu nha cả nhà. Đó, cây 3.000k bao ship không chậu, mình xem quá ok luôn cả nhà. Thì mấy cái cành ở dưới này thì mình có thể mình bỏ nó đi cho nó thoáng cái cây bớt. Đó, bỏ bên trên này. Đó, cây rất là già luôn nha. Cây này một cốt nha cả nhà. Form thiên nhiên khá là duyên. Cây rất là đã luôn, rất là già. Rồi, nhà mình cứ xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Chỉ có 3.000k bao ship không chậu nha. Dạ rồi, nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên thành phẩm nha, ở tán thiên nhiên. Cây này thì có mã số là 423 nha. 423, hoành gốc nha. Cây này thì nuôi lâu rồi, thùng chậu lâu rồi đó nha. Hoành gốc ở đây đo được là 76. Cây cao nha, cao là 60. Tán này thì cũng khá là rộng nữa nha. Tán này thì 140. 140 nhân cho cũng khá là rộng nha. 140 nhân 140.
Đang nằm cái chậu nuôi nha. Chậu nuôi lọt lòng là 72. Đó, chậu nuôi lọt lòng 72. Cây này thì nhà mình giao lưu nhanh luôn nha. Là 4 triệu bao ship không chậu nha cả nhà. Đó, cho mình xem. Quá ok luôn nha. Chị tàn VIP luôn. Cái này nó thành phẩm rồi đó nha. Rồi, camera mình đi qua bên này quay thêm cho khán giả mình xem nha. Đó. Thì rất là ok luôn, VIP. Đó. Chị tán nè. Đó, mình xem tán nè. Chung chung bệ luôn nha. Đó, cho mình xem. Đây khá là khủng, cái này về lên chậu mới cho em nói nữa là ok thôi. Rồi, 4.000k bao ship nha. Cho mình xem tham khảo luôn. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn nha. Cây này quá ok rồi cả nha. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị dáng huyền đẹp luôn nha. Dáng huyền ôm chậu nha. Cây này có mã số là 421 nha cả nhà. Cây này thì mini bàn trà thôi. Cái này hoành hoành thì nó sát quá mình đo không được. Đây có cái đo được chỗ này, đo chỗ nào mình báo chỗ đó nha. Rồi hoành 10 nha. Ở trong này chắc cỡ tầm 15 16 vậy thôi. Rồi mình đo chiều chiều phóng đây đi. Ở chiều phóng đây là được 30 này. Chiều đây ngay từ từ cái rễ đây mà ra ngoài đây thì cũng được 45. Rồi đang nằm cái chậu lọt, chậu nuôi lọt lòng là 23 nha. Rồi cây này thì khá là duyên dáng nha cả nhà. Nhà vườn giao lưu là 500k bao ship này. Đó, cây rất là duyên. Co khá là đẹp nha cả nhà. Đây, co khá là đẹp luôn. 500k bao ship nha. Đó. Rất là duyên. Co này, co rất là đẹp. Đó, chỉ có 500k bao ship thôi. Quá mềm luôn nha. Co này rất là đẹp luôn. Rồi 500k bao ship nha, mã số 421 nha cả nhà. Nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị văn nhân nha cả nhà. Cây cẩm thị văn nhân khá là đẹp nha. Cây này có mã số là 415 nha. Cây này dáng văn nhân khá là duyên luôn cả nhà. Rồi cây này có cái hoành gốc ở đây nha, đo được là 37. Cây cao là 125. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là chậu nuôi lọt lòng là 43 nha. Rồi cây này thì nhà vườn mình giao lưu nhanh luôn nha. 1.800k bao ship không chậu nha. 1.800k bao ship không chậu. Đó, cây này về mình làm văn nhân là ok luôn. Đó, này cành văn nhân này. Đó, cây rất là sung tốt nha cả nhà. Đây, mình xem. Cây cò xoắn đẹp nha. Đó, cho mình xem. Quá đẹp luôn. Đây nè. Lên. Đó, làm văn nhân xuống. Ok luôn nha. Quá đẹp. Rồi, giao lưu nhanh luôn nha. 1.800k bao ship thôi. Cho mình xem tham khảo luôn nha. Hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, Bonsan Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời cả nhà mình ghé xem, tham khảo giao lưu một cây cẩm thị siêu tán khủng luôn cả nhà. Cái nhà mình xem. Quá đã luôn, cây rất là sung tố rồi cả nhà. Wow. Cây này thì quá khủng rồi cả nhà. Đây, cam đưa lên cao đấy, cho khán giả mình xem. Đó. Quá dữ luôn. Rồi, cây này có mã số là 441 nha. Đây, cả nhà mình xem. Ở dưới tán này, gốc này. Trung cốt luôn nha. Đây nè. Gốc trung cốt luôn. Khá là đẹp. Rồi tán này, chì nè. Rồi, cây này thì mã số là 411 nha. Rồi, Sơn sẽ đo cái hoành gốc thử coi thử làm sao. Được, được. Ừ.
Cái hoành gốc bây giờ mình đo đường kính đi, mình không đo được gốc, mình đo đường kính đi. Đường kính gốc cỡ tầm 30 nữa nha, đường kính gốc tầm 30. Rồi cái cốt cành bay đây nè, đo được là 20. Đo được 20. Ờ, cái này đang nằm cái chậu chậu chữ nhật nha. Chậu này cũng chậu nuôi thôi, chứ còn thực ra cái cây này thì không không phải cái chậu của nó đâu. Rồi, chậu 120. Chậu 120 nhân cho chậu 120 nhân cho chậu 120 nhân 80. Thì cái chậu này cũng chậu nuôi thôi, chứ thực ra nếu mà cây này mà lên chậu tròn nó mới đẹp. Đó. Kì cái bộ tán của nó nè. Bộ tán của nó thì bộ tán rộng nè. Rồi, bộ tán rộng là 190. Quá dữ. 190 nhân cho đây, nó rộng vô đây nữa nè. 175. Đó, mình xem. Quá khủng luôn. Rồi thì cây này nếu mà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Tại vì cây này thì nó cũng khá là cồng kềnh, cho nên là tùy theo cái địa điểm mà mình có thể mình báo cái mức nó, mức giá của nó hợp lý nha. Đó. Quá đã luôn. Như mà một cái đuôi của con công đó nha. Đó, cây này thì quá khủng rồi. Ở nhà mình ưng ý thì cứ inbox cho nhà vườn nha. Theo số điện thoại nhà vườn sẽ để trên bài luôn. Dạ rồi, bonsai Kim Sơn thân chào cả nhà luôn nha. Thân mời cả nhà mình ghé xem, tham khảo giao lưu một cây cẩm thị này. Lũ quách âm thân. VIP luôn nha cả nhà. Đó, cây này cũng bán thành phẩm rồi. Rồi, cây này có mã số là 412 nha. Cái hoành thân đây nè, hoành thân đây đo được là 3, là 28 nha, hoành thân đây đo là 28. Cây cao nha, cao là 50. Rồi đang nằm cái chậu lọt lòng là 33 nhân cho 33 nhân cho 52 cả nha, 33 nhân 52. Rồi cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh thôi, 1.300k bao ship nha. Đó, 1.300k bao ship không chậu nha. Đó, cái này về mình lên cái chậu mới cho em nó nữa là ok thôi. Khá là đẹp. Hẳn khá là đẹp nha. Này. Cái chỗ này là nó khô lũ nha. Cái này nó bị khô lũ nè. Nhưng mà thân sống của nó thì khá là khỏe nha. Rồi mình xem tham khảo luôn. Đây. Khá là ok cả nha. 1.300k bao ship không chậu cho cây cẩm thị này luôn nha. Quý anh chị em cô chú mình xem, nếu mà hữu duyên thì ủng hộ luôn nha. Dạ rồi nhà vườn, thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cụm cẩm thị nha. Cụm này chung bể luôn, chung liền bể nha. Cụm này có mã số là 115 nha, 115. Tổng hoành cụm đo được là 121. Cái hoành thân phía sau này đo được là 22. Cây cao là 86 nha, cao 86. Bầu đất hiện tại là 60. 60 nhân cho 40 nha. Rồi, cụm này nhà vườn giao lưu nhanh nha, 1.800k bao ship nha cả nhà. Cụm liền bể luôn. Cái này về mà làm cụm rừng là ok luôn cả nha. VIP luôn. Cụm liền rất là đã nha. Cái này về mình phân tán rừng là ok luôn. VIP rồ luôn. Rất là đã. Cụm liền luôn nha. Nhưng mình xem tham khảo luôn. Cụm này khỏi mình đếm thử bao nhiêu thân nha. Cũng nhiều quá cả nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16 thân lớn nhỏ cả nha. Nhưng mà nếu mà tính lên trên này, còn ở dưới này thì có mấy thân chính thôi. Dưới này có một thân chính này.
2 3 4 5 6 7 8 9. 9 thằng 9 rồi. Đó. Rồi, 1800k bao ship cho cụm cẩm thị này luôn nha. Nhà mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi nhà vườn thân, mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị nha. Cây có dáng dáng huyền đẹp nha cả nhà. Đó. Dáng huyền ok luôn nha. Cây này thì có mã số là 170 nha cả nhà, 170. Cây này thì phần sống này, sống này. Có phần đỉnh này là phần lũa nha cả nhà. Đó, phần đỉnh này lũa nhưng nhà vườn đã có xử lý hết rồi. Đó. Rồi, cây này thì mình đo được cái hoành chỗ này, hoành chỗ này nha, mình đo được là 52. Cây cao là 44 nha. Chiều phóng này, từ cái đỉnh này mà xuống dưới này luôn là 80. Rồi, cây này đang nằm cái chậu. Chậu lọt lòng là 43 nha. Chậu lọt lòng 43. Rồi, cây này nhà vườn giao lưu nhanh nha. Giao lưu nhanh. 3.500k bao ship nha. Đó, 3.500k bao ship. Nhà mình xem tham khảo luôn. Cái này là giao lưu nhanh kiếm tiền ăn Tết này cả nhà. Lũ này. Lũ nhà vườn có xử lý rồi nha. Khá là duyên cây đó, nó tầng xuống đây khá là đẹp, mình xem tham khảo luôn nha. Đó, khá là ok luôn. Cái lũ này cũng khá là duyên dáng rồi nha, lũ này cũng khá là ok đó. 3.500k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Rồi camera qua đây xem nha. Đó, khá là đẹp. Quá phê luôn cả nhà. Rồi, cây này thì có 3.500k bao ship thôi. Nhà mình xem tham khảo luôn nha. Rồi, nếu mà hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời cả nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe luôn nha. Cụm này, cái này nó phôi này nó ở dạng cụm chung liền nha. Chung liền bệ luôn. Thân cốt đặc. Khá là nặng đó nha. Rất là nặng luôn. Rồi cái này có mã số là 408 nha. Tổng hoành mình đo được là 103 ở 153. 153 nha. Rồi mình đo cái hoành thân ở chỗ đây nè. Cái hoành thân đây nè, mình đo được là 38. Rồi cây cao. Cây cao là mình đo được 68 tới đây nha, 68 tới ngọn luôn. Rồi, bầu đất mình đo được là 70. 70 nhân cho 50. 70 nhân 50 nha. Rồi, cái này nhà vườn mình giao lưu nhanh luôn nha. 1800k bao ship, giao lưu nhanh luôn. 1800k bao ship nha. Nhà mình xem, cây sống khỏe rồi. Đó, cụm liền bệ luôn nha. 1800k bao ship. Rất là ok nữa nha. Đây, cây sống khỏe luôn nha. Buôn đi về. Mấy ông nhỏ. Buôn đi về thì đâu có chiêu yêu à đâu. Rồi. Rồi, 1800k bao ship giao lưu nhanh cho cụm cẩm thị này luôn nha. Với anh chị em cô chú mình xem tham khảo luôn. Dạ rồi, nhà vườn thân mời cả nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị form thiên nhiên sống khỏe luôn nha. Wow, cây này khá là đẹp cả nha. Cây này đế rất là ok luôn. Rồi, cây này có mã số là 403 nha. Rồi, hoành đo được là... Hoành ở đây đo được là 89 nha. Rồi, cái hoành lớn ở đây nha. Hoành lớn ở đây đo được là 64. Cây cao là... Cao là 65. Đến ngọn luôn là 80. Rồi, đang nằm cái chậu lọt lòng là 66 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu là 2.200k bao ship không chậu cả nha. Đó, cây khá là ok luôn, VIP luôn cả nha. Đây, mặt này chưa có đẹp đâu, mặt đây này, mặt đây mới VIP hơn này cả nha. Rồi camera qua đây. Ồ, đây nè cả nhà. Wow, nhìn chỗ này khá đẹp luôn. Này khá là ok luôn nha cả nhà. Rất là đẹp. Rồi camera ấy ra xa xa về đây.
Đó, coi tổng thể này rất là ok luôn rồi cả nhà. Wow, quá đẹp. Mình xem tham khảo luôn. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe lùng lực luôn nha. Phôi này mình làm ra tam đa khá là đẹp nha. Ở đây một cái này, đây một cái này. Đó, form này tam đa mà lùng lực luôn. Cái này có mã số là 400 nha. Hoành gốc ở đây đo được là 104. Rồi, cái hoành ở đây đo được là 18 nha, hoành đo được 18. Rồi, đang nằm cái chậu nuôi lọt lòng là 56 nha. Chậu nuôi lọt lòng 56. Rồi, cây này thì nhà vườn giao lưu nhanh nha. Giao lưu nhanh cây này 900k bao ship. Đó, 900k bao ship không chậu nha. Cái này nó có nguyên cái bầu đất ấy nha cả nhà. Mã số 400, 900k bao ship không chậu. Giao lưu nhanh luôn, lùng lực bonsai luôn nha. Đó, khá là đẹp nha cả nhà. Ở đây có lũ quách âm thân luôn này. Ở đây hốc lũ quách luôn nha. Cái này để đây bàn trà tiểu cảnh nữa là ok luôn đó nha. Rồi 900k bao ship không chậu nha, mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một cây cẩm thị sống khỏe nha. Wow, cây này khá là ok không cả nha, cây đẹp. Rồi cây này có mã số là 399 nha. Tổng hoành đây mình đo được là 91. Rồi cái cổ hoành chỗ này nha, cổ hoành chỗ này mình đo được là 27. Cây cao là 66. Chậu nuôi lọt lòng nha, chậu nuôi lọt lòng là 58. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh nha, 1400k bao ship không chậu nha cả nhà. 1400k bao ship không chậu. Đây, camera quay lại gần đây cho cả nhà mình xem. Cây khá là ok, móc đầu luôn nha. Cái phần này phần sống luôn nha cả nhà. Rồi, đây, đây. Quay. Rồi. Đây là phần phía sau nha cả nhà, mình xem tham khảo luôn. Đó, khá là đẹp nha cả nhà nha. Rồi, mình quay ra lại nè. Quay này xong bỏ ăn luôn cả nhà. Rồi, mã số 399 nha, 1400k bao ship, nhà mình xem tham khảo luôn nha, hữu duyên thì ủng hộ nhà vườn luôn. Dạ rồi thân mời cả nhà mình ghé xem tham khảo giao lưu một phôi cẩm thị sống khỏe nha. Phôi này khá ok cả nhà nè, cái này liền bệ luôn nha. Rồi cái này có mã số là 395 nha cả nhà, 395. Rồi cái hoành gốc ở đây này, hoành gốc ở đây mình đo được là 80. Cây cao lên đến đầu thân chính là 47. Đang nằm cái chậu nha, đang nằm cái chậu lọt lòng là 36. Đang nằm chậu lọt lòng 36 nha. Rồi cây này nhà vườn giao lưu nhanh là 1000k bao ship không chậu nha cả nhà. Rồi. Đó, cây rất là ok nha, 1000k bao ship không chậu. Nó có tàn bay đây cũng khá là duyên dáng này cả nhà. Đây. Khá là đẹp. Tùy theo sở thích của mỗi người thôi. Mình có thể mình bỏ cái tàn này cũng được. Đó, không thì mình cứ để luôn cũng được, sao? Làm ở đây. Đó thì cái cây nó sẽ rộng hơn, ok hơn. Đó. 1000k bao ship nha, nhà mình xem tham khảo luôn. Khá là đẹp nha cả nhà. Đó. Không chậu nha. Rồi nhà mình xem tham khảo luôn nha.